Cái căn nhà này hôm nay Việt Thảo sẽ giới thiệu để bán. Thì có người hỏi tại sao có broker, có agent không để người ta giới thiệu. Là tại vì ông này có thể giới thiệu một cách chuyên nghiệp theo kỹ thuật của ông biết về căn nhà này, trên giấy tờ, trên kiến thức. Nhưng cái người mà gắn chặt căn nhà này hơn 2 năm sống với nó là Việt Thảo. Cho nên ngày hôm nay muốn bán căn nhà này và giới thiệu cho các bạn. Thì câu hỏi đặt ra, ủa, vậy Việt Thảo đi đâu? Đây là cái hồ bơi mà nói tới đây mà cảm động. Suốt 2 năm trời mỗi đêm nha. Mỗi đêm về tới là bơi hồ bơi này. Hay là sáng bơi, trưa bơi là nó ở đây. Nè, nói nghe nè, lợi chỉ cái bảng cho coi. Đây, có tên tuổi, có địa chỉ rõ ràng, số phone đàng hoàng. Cho nên các bạn muốn mua căn nhà này nên liên lạc đây nha. Absolute Realty Group Incorporated, Kelvin Đức Nguyễn, là ông này. Ok, điện thoại là 281-748-4874, có số điện thoại rất rõ ràng nha. Nếu đừng gọi Việt Thảo nha. Cái căn nhà này hôm nay Việt Thảo sẽ giới thiệu để bán. Thì có người hỏi tại sao có broker, có agent không để người ta giới thiệu. Là tại vì ông này có thể giới thiệu một cách chuyên nghiệp theo kỹ thuật của ông biết về căn nhà này, trên giấy tờ, trên kiến thức. Nhưng cái người mà gắn chặt căn nhà này hơn 2 năm sống với nó là Việt Thảo. Cho nên ngày hôm nay muốn bán căn nhà này và giới thiệu cho các bạn. Thì câu hỏi đặt ra, ủa, vậy Việt Thảo đi đâu? Mua cái nhà nào khác? Hay là không còn ở đây phải bán nhà? Dạ thưa, mua cái nhà khác ở gần tiệm phở Ồ Dẻ hơn. Để chi? Đi đứng cho nó dễ dàng. Ở đây thì nó hơi xa. Mà khi đã mua căn nhà mới thì căn nhà cũ phải bán đi. Nhưng mà ngày hôm nay Việt Thảo muốn đi giới thiệu, trong khi đang làm ở tiệm phở Ồ Dẻ, ông lại bắt cái kêu đi. Lý do là tại vì Việt Thảo sẽ biết rất rõ nơi nào Việt Thảo nằm ngủ, nơi nào tắm, hồ bơi, bơi lúc nào, chỗ nào câu cá, điện nước trong nhà làm sao. Việt Thảo rất rành luôn, hơn 2 năm sống ở đây mà. Kể từ ngày mở cái tiệm phở đó, thì đầu tiên trước đó là ở một cái chỗ, cái nhà đó mua 300 mấy ngàn, bây giờ cho mướn lại rồi. Thì sau đó thấy căn nhà này thích quá, mình đến đây mình ở. Rồi bây giờ phải vì cái điều kiện gần hơn mình mua nhà khác. Thì ngày hôm nay Việt Thảo sẽ giới thiệu căn nhà này đến với tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới, Mỹ có, kể cả Việt Nam. Nếu thích căn nhà này với cái giá cả, có thể đến mua qua broker là người này nha. Thì Việt Thảo sẽ giới thiệu, còn những cái chi tiết bổ túc kỳ xì nhờ anh Kelvin Đức Nguyễn bổ túc thêm. Và mời các bạn cùng với Kelvin Đức Nguyễn và Việt Thảo đi xem căn nhà này để coi nó có thích hợp với cái căn nhà mà mình sẽ chọn lựa ở thành phố Katy để mua ở về sau này hay không. Alright, let's go. Có một điều tổng quát bên ngoài đó, khi Việt Thảo ở đây, cái neighborhood, tức là những người láng giềng, những người chòm xóm, rất là yên tĩnh, không ai phiền ai. Ngang bên này là một người trong độ về hưu, bên đây đã khá vậy. Rồi cái con đường này đó, cái nhà này đó, khi Dịch Thảo chọn á, nó không phải ngay ngã ba. Nếu ngay ngã ba mà đâm vô nhà là tôi không ở. Nhá. Và đặc biệt ở bên này cũng vậy nè, nó không có ngay cái giống như Việt Nam mà nó có đòn sóc của căn nhà kia hay qua, không có. Và đặc biệt căn nhà này ở chỗ đó, bên kia không có nhà đối diện, cái mặt nhà không có xây mặt ngay vô nhà mình, mà làm cái khu vực như vậy đó, thành ra phía trước nó trống trải lắm. Và cái ngã ba này là sao? Con đường này mình đi bọc một vòng ra con đường kia, hoặc là con đường kia bọc một vòng ra đường này, và đường này đi bọc lại đằng này để lấy thơ, hoặc đi ra hướng khác, đi ra ngoài cũng được. Nghĩa là nói chung ở đây có nhiều hướng đi. Dạ, tại hai bên đây nó chạy qua hai cái hồ đúng không anh? Đúng rồi, chạy bọc vòng hướng này cũng ra sau hồ. Đúng, chạy vòng hướng này cũng ra sau hồ. Còn đây là cái cửa bên hông để đi vào. Beware of dog, nhà có chó này đã hù người ta thôi, không có đâu. Đấy, ok, đây là ở đây trên này có solar security lights, tức là ban đêm đó ai đi ngang tự động nó bật cháy nha. Ở trên này cũng có, nhưng mà từ vào bên trong
là security light bắt bằng điện hết chứ không có solar. Ngoài này mắc cầm dây. Còn đây là hệ thống của cái hồ bơi. Hệ thống này nó gồm có hệ thống lọc nước nè, filter nha, làm sạch nước, rồi hệ thống máy sưởi, tức là làm cho nhiệt độ của hồ bơi nóng lạnh. Đó, tất cả đều nằm bên ngoài hết. Còn nhà này có hai cái central air, một cái trên lầu và một cái ở dưới nha. Tất cả ở đây nó sẽ đưa lên trên lầu hết để mà nó phân phối cái hơi lạnh khắp nhà. Còn dọc tới đây nè, nè các bạn nhìn thấy còn hơi cái lỗ nhỏ nhỏ nè. Đó, ở đây có cái lỗ này nè. Là tại sao? Chỗ này hồi xưa là Dịch Thảo trồng cái cây lá mơ. À. Ui chào, cái bụi lụt bò đầy ra hết luôn. Mình ăn thịt heo giả cày, thịt sườn nướng giống như kiểu rửa mặn cũng có, hay là nướng mắm ruốc. Dạ, ngon lắm luôn. Nướng mọi cũng được, ăn với lá mơ là hết sảy luôn. Nha. Chỗ này nhớ coi, trồng cây bầu, cây bí, hủ hoa, dây leo dốc đây luôn nè. Ngoài kia còn cây cam nhỏ đây lại. Và lý do bây giờ không còn là tại vì mình không biết căn nhà này mình sẽ bán cho người Mỹ hay người Việt. Nhiều khi người Mỹ người ta không thích, bắt buộc trước khi bán nhà mình phải bỏ hết, uổng ghê lắm. Rồi hồi xưa nói sao làm vàng giờ không thấy. Hồi xưa làm vàng cái kiểu là đăng dây, giả chiến thôi, mọc lên xong mình dỡ bỏ thôi. Đó là cái khu vực bên này nha. Và tất cả đều có camera hết. Đó, bên này camera nè. Thì tất cả hình ảnh của chung quanh căn nhà này nó đều vô hệ thống camera điện thoại. Mình có thể check cái điện thoại để mình coi, cái app đó mình coi được, mình thấy được hình ảnh hết. À, ngay cái chỗ này đó là mình để thùng đựng rác. Thùng đựng rác ở đây. Trash, recycle hay là green gì đó. Waste, da waste gì đó, đủ hết. Yeah. Còn cái này là hệ thống đo cái lượng nước mưa. Yeah. Để mình biết cái lưu lượng nước mưa là bao nhiêu. Thì cái này nó báo để cho hồ bơi mình có nên là nước nhiều ít. Nhiều cái hay. Nó cái dàn hồ bơi này không, nó là trên 130.000. Ở đây khi mà mình bán đi rồi thì mình về chứ ở đây gắn cái hệ thống nước ở đây nè. Để bên đây mình gắn một cái hose nữa, cái giò nước để cho mình có thể cung cấp nước. Ok. Đó, nước đó. Xí. Ở đây mình gắn cái giòi nè, để nếu cần mình tưới. Nhưng mà thực ra đó thì ở đây mình không cần phải tưới nước. Lý do là tất cả sprinkler hết. Đây nè. Khi mà nước nó ấy lên đó là cái này nó bung lên xịt nước. Thì cái hệ thống sprinkler này được người những cái người công ty đó mình mời về, họ sẽ chăm sóc cho mình. Khi nào mà có trục trặc họ sẽ sửa cho mình nha. Có nhiều người hỏi sao Dịch Thảo rành quá vậy, tại vì tôi ở đây mà trên 2 năm rồi. Những cây hoa hồng. Còn đây là những cây kiểng, còn đây là cây chanh nha. Đức ngạc nhiên hả? Này Dịch Thảo trồng mà. Nè thấy gai không? Cái chanh mà mới anh sao nó 2 năm rồi đó. Nhìn lại. Dạ. Nè đây cũng cây chanh nè. Lý do đó nó nằm không có ngay hàng là tại vì ở dưới nó có cái ống nước á, mình phải trồng nó tránh ra. Đây cây chanh nữa nè. Tất cả đây hoa hồng hết. Rồi bây giờ mình qua phía bên này. Cái chỗ này hồi xưa tại vì giờ đi mình phải đem đồ mình đi thôi. Chỗ này đó là giờ sau có cái bàn. Hai cái ghế lớn ngồi đây. Thường thường đó mình đến đây cái mình ngồi ngoài trước chơi. Sướng lắm. Uống trà, thuốc, ăn bánh ngọt cái gì ngồi để chơi thoải mái luôn. Nha. Yeah. Rồi hồi đó để đây là chỗ này là một cây mai. Bên đây cây đào. À. Dạ, ở đây có mấy chậu hoa. Còn cái đó là cái camera của camera, cái, đây là này. Camera khu vực. Cái đó nó ra tới driveway không anh? Dạ tới luôn, tức là hiện giờ xe của Kevin Đức Nguyễn đầu đó là mình thấy đó. Yeah. Thành ra khi mà cái điện thoại mình nó nghe, cứ nhiên là mình biết có người hiện diện trong khu vực này. Mình coi thì mình thấy luôn. Từ khu vực xe chạy ngoài qua đây, vòng quanh nhà tất cả mình đều thấy hết. Yeah. Thành ra được một cái nhà này đó là có video camera. Còn những cái lighting này nè, là ban đêm nó tự động. Giống như mình setup một chút chỉ, hệ thống setup bên trong là tới giờ nó cháy, tới giờ nó tắt. Chứ mình không có mắc công tắc nè. Ở đây hồi xưa đó là anh Thảo gắn cái cũng hệ thống nước để tưới. Những cái bọc này là ngộ lắm, tại giờ ở Texas á, khi mùa đông có đôi khi có những ngày nó lạnh. Có những tuần à, mấy ngày à, lạnh đến độ bể ống nước nha. Thành ra các bạn nào khi mua nhà ở Texas á, để ý cái điều đó. Là khi mà tới mùa lạnh mà mình coi thời tiết có thể lạnh dưới trừ 0 độ, 0 độ C. Nó lạnh quá. Thì nước có thể đông đó, mình phải mở những cái hệ thống nước, ví dụ trong nhà, cho nước nó nhỏ giọt đó chứ đừng có bị áp suất. Đó, và bao nó để cho nó đừng có bể ống nước.
Nhiều người bị bể ống nước là cái vụ thời tiết lạnh. Cái này là khi mà bị lạnh đó, mình xích cái này là tắt nguyên nhà luôn. Dạ, tắt hết. Tắt ngang, nó tắt nguyên nhà, dạ. Mình xả nước ra. Rồi đây là cái dách này đó là kính luôn, không đi ra được, mình chỉ cửa bên kia thôi. Trên một bên thôi. Nè, lúa mình biết cái gì không? Cái này mình trồng nè. Dạ không biết. Cái mật gì gấu, lá mật gấu. Đắng lắm á. Mà anh Thảo từng dùng để nấu canh nè. Tiểu đường nhiều không? Ừ, được. Phải không? Đúng rồi, trị tiểu đường. Chút xíu mình vô trong. Rồi nha, vậy là phía bên ngoài. Những cái cây này đó là bắt buộc phải để, là mình không có bỏ được nha. Cây này đó là nó mùa đông mùa gì nó không có chết. Ở đây đó, nó được cái cửa này là decorate, nó cái cửa gì thực đây là sắt luôn nha, song sắt luôn. Rồi khi mà mình cửa vô đó, nếu mình ở đây, mình có cái hệ thống nè. Đó, mở cửa cái code mình bấm để mình có thể vô nhà mình. Mình không cần dùng chìa khóa này. Yeah. Rồi, bây giờ thì mình vào nhà là phải nhờ vào cái ổ khóa của ông Hocker này. Rồi bây giờ thì mời các bạn vào xem phía bên trong nha. Từ giờ mình chỉ thấy bên ngoài thôi. Rồi, mời. Rồi xin mời, cứ mang giày không sao cả. Đây, đó. Có tất cả là 1, 2, 3, 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ. Nhưng mà tính tổng cộng số lượng phòng đó, nó thành 5 phòng. Mà cái phòng thứ 5 nó lại rộng hơn cái phòng ngủ bình thường. À, cái độc đáo chỗ đó. Coi như là 5 phòng luôn đó, nếu tính phòng ngủ nha. Chưa kể đây là office nè. Chưa kể đây là cái phòng mà mình có thể dọn đồ ăn ra đây ngồi cũng được. Bây giờ nói cái office nè. Hồi xưa đó, hồi Việt Thảo ở với hồi xưa là đây có cái bàn lớn nha, ở đây ngồi đây mà làm tâm tình cái chuyện là quay video này, đóng cửa lại có màn che kín lại, cho nên cái chỗ này đó mình có thể làm cái office, nhưng mà không là phòng ngủ hay là phòng ở được. Tại vì phòng ở là phải có sinh, có rửa mặt hay có phòng vệ sinh, có hay closet. Là có closet, có closet tủ quần áo á. Bên đây là một cái phòng ngủ nè, ở đây là nó có cái walk-in closet nhỏ thôi. Đây chỗ này, thấy không? Dành cho một người ở đây. Quần áo để dài, để đồ được hết. Dạ. Rồi cái giường á, thì hồi trước cái giường để là theo hướng này. Đây là cái đầu giường ở đây. Nằm dọc theo cái hướng này. Rồi ở đây có cái tủ, có cái đèn. Tủ có cái đèn. Rồi ở ngay phía dưới nó có cái tủ lớn nữa. Chỗ này nè. Tủ cao lên. Ở đây có kiến hay là không kiến rồi được. Rồi có ngăn. Giường thì có thể có học ở dưới. Đây là một cái phòng cho một người. Thì cái người này đã dùng phòng vệ sinh ở đây, phòng tắm ở đây. Đây. Tất cả hệ thống nước được xài còn được tốt hết. Chỗ này là để gắn cái cuộn giấy vệ sinh nè. Đây là cái tủ có thể đựng thuốc, men hay là bàn chải, kem đánh răng đều được. Này. Oh, wow. Dạ, ở đây là cái chỗ này, dưới cái cầu thang. Có lý á. Ôi chà, cái chỗ này hồi đó giấu đồ ấy. Không phải. Nếu mà ai muốn yên tĩnh vô đây này, nó tuốt trong này luôn. Ủa chà, mình vô tuốt trong này mình ở được luôn. Còn trong này tưởng tượng ở đó đó giờ Thảo để vali. Để chắc vali đầy hết. Dạ, chắc vali. Rồi. Cái chỗ này đó, hồi trước á, là ngay giữa này Việt Thảo làm cái bàn vuông. Dạ, có ghế. Biết tới từng ngồi đây nè, hai anh em muốn được chắc hết. Dạ. Rồi ở bên đây cái tủ lớn cao. À, đựng rượu đổ đây, bên này cũng vậy. Dạ, đây là nhìn ra phía bên bên giường. Dạ, của mình. Còn cái đường này đó là đường đi vô từ garage. Đó. Và nơi đây đó mình đặt cái hệ thống máy giặt. Máy giặt máy sấy. Nè, nghe tiếng hút nè. Cái quạt. Đó là khi mình làm việc ở đây đó, cho cái quạt hút để cho cái gió nó hút lên. Thì ở đây nó có ống ga dẫn vô hết, là đặt máy giặt máy sấy ở đây. Này vừa dùng điện vừa dùng ga luôn á. Dạ. Máy sấy á, vừa điện. Còn cái này đó là cái đường đi ra garage nè. Hút xoay. Cửa ra. Gara ở đây đổ được 3 chiếc xe.
Thật ra hồi xưa khi Việt Thảo đi về đó, là về đây nè. Thì mình có cái garage opener, mình bấm thì cửa bật lên, mình chạy thẳng vào. Bên này đậu được chiếc xe, bên này đậu được 2 chiếc xe, tức là 3 chiếc xe. Còn nếu nhà mình ít xe, 1 chiếc, 2 chiếc, thì phía bên trong mình có thể để đồ được. Nha. Bên đây thùng rác để kéo rác. Dạ. Còn ở đây đó, cái nhà này nó có một cái remote nữa. Mà dùng cái keypad ở đây, remote ở đây để mình bấm. Trong trường hợp mình quên cái remote hay là mình có cái người nào. Có người nào đến đây, ví dụ anh Đức đến đây. Muốn vô nhà hay là cái người nhân viên về đây để lấy đồ cho mình. Mình sẽ mở cửa gara cho họ vô. Dạ. Nếu mình không muốn cho biết code, mình có thể điện thoại mình bấm mở. Hoặc mình có thể cho biết cái code để họ đóng họ mở nha. Như vậy. Cái chỗ này nó dài vậy, nó có đậu tàu được không anh? Được chứ. Nếu mà không bị cao quá, kéo tàu vô được. Khu này nó cho đậu, mình đậu trong gara nhà mình mà. Dạ, cái chỗ này dài mấy miễn miễn cái chiều cao không đụng cửa thôi. Đúng rồi. Dạ. Cái tàu thấp đi vô đi được thì đậu một chiếc tàu trong đây. Dạ. Và đặc biệt nó làm cái chỗ nó có cái bệ này nè. Để khi xe vô đó mà lỡ dướng cái này là mình biết rồi, nó không đụng sập cái vách tường. Nó làm cái này hay lắm á, để dướng. Còn cái chỗ này đó là cái hệ thống tưới tiêu tự động hết nè. Ok. Thí dụ hiện giờ nó là off nha. Bây giờ coi thử nha. Bây giờ khi mà anh Thảo bật cái manual lên để mình cho nó tưới thì sẽ nhìn thấy ở ngoài nha. Bây giờ hiện giờ coi ở ngoài là không có tưới đúng không? Ở ngoài không có tưới nha. Coi nè. Rồi, anh Thảo bật off ha. Mình qua cái manual. Đây là ô tô nha, đây là manual. Bấm on tức là tất cả station nha. Bây giờ station mình muốn bấm bao nhiêu phút, thí dụ 1 phút nha, mình cho nó qua 1 phút. Bấm nè. Rồi, station 1 bắt đầu nó work nha. Coi nước nó lên đó. Là station 1 bắt đầu lên nước nè. Station 2. Ok, station 3. Ngay phía trước này. Đó, bắt đầu lên. Trong trường hợp cái này nó bị cỏ nè, thấp nè, thì cái người thợ đó họ đi chỉnh check đó, họ chỉnh lại cắt cỏ xung quanh cho nó lên cao hơn. Đó, nó phải lên cao như thế này mới đúng nè. Đó là manual, còn mình muốn tưới tự động đó là mình tự động tới giờ nó sẽ chạy cho mình. Cho nên khi mà các bạn đến đây mua cái nhà này đó không có lo vấn đề, tại vì tất cả đâu ra đó hết. Khi Dịch Thảo ở đây đó là muốn hệ thống tưới nước phải đâu ra đó. Chứ mình đi làm cả ngày đâu có thời giờ tưới đâu, ô tô hết nhá. Rồi cái người mà mình mướn lại trả cho họ một tuần lần, hai tuần cắt cỏ, họ phải coi cái hệ thống sprinkler. Chỗ nào hư hay chỗ nào không tốt họ phải điều chỉnh lại từ trước ra sao. Ở đây là cái circuit, main circuit của nó, là cái body của nó. Ổ điện. Đó, ổ điện. Cái tất cả nó on hết rồi. Nha. Tất cả cái này không có nào off hết. Dạ. Và trên này có ghi chú. Đèn điện, freezer, kitchen light gì đó đều có trên này hết. Mỗi lần mà ví dụ mình thấy ở trong bị cúp điện phần nào mình nói nó bị nhảy điện, mình ra đây mình coi mình bật nó lại. Còn cái này là garage opener, là bấm cái này nha, light nè, mình mở. Thí dụ mình muốn cái garage có đèn lên, cái đèn chỗ đó nó đứt. Dạ. Đó thì mình bấm ở đây nè, đèn tắt nè, đèn mở nè nha. Đây là hệ thống tự động nha. Ô tô nè, hiện giờ off rồi nó không cháy đèn, nhưng mà on đó là ngoài trước cháy đèn đó. Mình sẽ bấm garage xuống. Dùng tắt đèn ra luôn. Rồi. Còn đây hệ thống alarm. Thì khi thường thường mình đi á, mình đi mà mình set alarm là trước khi ra cửa. Đúng không? Đây là cửa mình ra xe mình đi về. Vô đây mình bấm. Thì cái code đây bao nhiêu mình bấm. Là xong rồi. Thường thường ví dụ nè. Bấm star 2. Star 2 là aware. Hay là star 3. Star 3 là stay. Tức là nếu mình ngủ trong nhà, mình không có ra vô, thì mình bấm star stay. Tức là cái hashtag stay nè, power stays, có nghĩa là alarm on hết tất cả các cửa. Nếu ai đụng vô cửa hay là lập kiến hay là vô thì nó kêu. Mình trong nhà đi tới đi lui không kêu. Nhưng mà hashtag 2 away có nghĩa là ở trong nhà mà có ai đi tới đi lui nó cũng kêu nữa. Thành ra chỉ dùng cái này khi nào tất cả ra khỏi nhà mình được set. Cho nên alarm này dễ set lắm. Mà có alarm mình rất là yên tâm. Fire department nó rất gần. Cách đây có chừng mai mấy. Mai à, chưa tới nữa. Rồi Police Department rất gần, rất luôn, gần luôn, mau lắm luôn. Ở đây là không có sợ, an toàn luôn nha. Bây giờ mình lên lầu nha. Ok, như vậy ở dưới này là một phòng ngủ, hai phòng ngủ, một cái master bedroom đúng không? Rồi đây một cái phòng là hai, một cái phòng office, một cái dining room, phòng khách bên kia ha. Bây giờ mình lên lầu nè. Đó, đã không?
hệ thống máy lạnh nằm đây. Có ai trước cửa nó rèn đó, nó rình á. Nhiệt độ đây là khi mà nó 77 độ là nó tự động máy lạnh chạy, mình cho lên 78, 79 đi. Rồi khi mà nhiệt độ nóng nè, thì 72 cao quá. Khi nó 68 độ, 69 cũng được. Khi 69 độ đó, nhiệt độ lạnh 69 là tự động hít nó lên. Và 69 cao quá, thấp xuống chút, 68 được. Rồi khi mà nhiệt độ 79 độ máy lạnh nó tự động chạy, đó là mình setup nha. Hiện giờ đây là 70, máy lạnh không chạy. Khi nóng lên 79 nó sẽ chạy. Hoặc xuống 68, hít nó sẽ lên, đó là hệ thống tự động ở đây. Rồi ở trên này đó, đây là một cái phòng ngủ nè. Trước khi vô phòng ngủ thì phòng ngủ này đó, với cái phòng ngủ này hai phòng nó có phòng tắm chung là cái này. Ở đây có cái màn lại thì đây để xốp, để đồ xà bông hay là giỏ tắm ở đây nha. Một cái phòng ngủ đây là ngay phía trước nè. Đây là đèn bên trong. Đây là walk-in closet, cũng là bước vào trong luôn. Đây để treo quần áo. Thật ra cái người nào mà ngủ ở đây đó là có quần áo ở đây thay luôn, lấy luôn chứ không cần đi ra ngoài. Dạ, nó nằm trong phòng luôn. Rồi, chỉ có trên lầu là mình xài chung một cái bathroom. Ở đây bên đây có căn phòng nữa nè. Thì cái phòng mà hồi trước để giường hướng này, mà thực sự muốn để giường hướng bên kia cũng được. Thì cái cửa đi vô bên đây để tủ, muốn nào được tùy theo mình. Và được cái giường này nằm là cái cửa sổ này nhìn ra hướng xuống đường nè. Ở trong này nó có cái phòng nhỏ để chi. Đây, walk-in closet nữa. Này bởi chứ. Dạ, nhưng mà ở đây nó thêm được cái nè. Hệ thống của cái modem của cái internet. Đây, hệ thống alarm của ADT. Yep. Nó ở trên này hết. Còn đây một cái nữa. Là toàn bộ hệ thống dây của connect của các phòng xuống như video, security video, audio, cable. Dạ, cable nó nằm thẳng đây hết nè. Là nằm kín đáo ở trên này. Dạ, nó vậy thôi. Quá trời bự. Nhá, chưa hết, coi cái này cái gì. Đây là cái chỗ để mà mình để đồ được nữa nè. Tủ áo. Đó. Cho nên, nè mở đèn. Cái chỗ này có thể làm cái phòng ngủ mà rất rộng luôn. Mà có đồ cắm điện đầy hết luôn. Nha, chỗ nào cũng có. Còn đèn nữa anh có thể làm cái phòng media, phòng coffee cũng được luôn. Nếu không mình biến thành cái phòng coffee vẫn được. Dạ. Nhưng mà không. Cho nên nếu mà tính mà làm phòng ngủ là 5 phòng luôn. Dạ. Trên giấy tờ là để 4 phòng không Kevin Đức Mỹ? Dạ vâng. Nhưng mà thật sự coi như 5 phòng. 4 phòng với một cái extra room. Dạ, mà extra room nó bằng lớn hơn cái phòng ngủ bình thường luôn. Đúng rồi. Dạ. Ô, cái chỗ này. Cái chỗ này lạ. Cái gì ha? Nếu ai mà đọc Công giáo để cái thờ Chúa chỗ này được. Nha, có đèn loại xuống. Đó. Mà nên tắt hết nha. Tắt hết các đèn á, là cái này nó sáng cũng được. Hay là nếu ai đọc Phật để bàn thờ Phật cũng được. Đây chỗ này. Còn vấn đề này rất quan trọng là có nhiều người ở Việt Nam hay là Âu Châu hay ở các địa bàn khác mà họ không có điều kiện đến với tại Texas. Có thể mua nhà đầu tư và Đức có thể cai quản giùm được không? Dạ, có anh Thảo. Rồi tụi tất cả mọi nơi trên thế giới, Việt Nam, châu Âu hay bất cứ về đây mua nhà, tụi em chẳng những mua bán nhà mà building rồi commercial mà có công ty quản lý cho thuê luôn. Okay. Tức là bây giờ công ty của em quản lý khắp Houston này luôn, từ Houston, Spring, Conroe, Katy rất là nhiều, Cypress thì khoảng gần 200 căn. Dạ, gần 2 căn, như commercial, như residential, rồi multifamily luôn á. Tụi em có đội, nguyên một đội sửa nhà luôn, có contractor, rồi có luật sư luôn. Dạ, coi như là có chuyện gì ra tòa rồi là tụi em giải quyết. Thí dụ bây giờ, một cái căn nhà mình muốn cho thuê, trị giá khoảng 320 ngàn. Anh đang ở Việt Nam. Dạ. Thì anh liên lạc với Đức, Kevin Đức Nguyễn. Dạ. Thì mua căn nhà đó, mặc dù anh không có thấy mặt mũi nó, chỉ thấy qua hình ảnh. Dạ. Thì Kevin có thể take care bằng cách cho biết căn nhà đó cần sửa cái gì, hư cái gì, cho mướn, cho thuê bao nhiêu, tiền thu như thế nào. Thì cái người mua đó như anh chỉ có ngồi tại chỗ rồi tiền nhận vào account. Đúng rồi, lâu lâu anh nhận cái hình thôi, còn em lo hết. Lâu lâu anh chụp cái hình về cho anh coi thôi. Tức là trước khi em mua nhà tụi em quay phim
chụp hình đâu gửi về cho anh coi, có khi quay phim mà gửi mà làm YouTube gửi cho anh coi, thí dụ như vậy á, cho coi vừa ý rồi mình trả giá xong, xong là tụi em lo hết mọi thủ tục pháp lý rồi rồi giống như em nói là mở điện nước ra đồ đầy đủ hết. Nếu mà bên đó Việt Nam đứng không được á, tụi em có người giúp đứng giùm luôn của công ty luôn, tức là mở lên để cho cái nhà cho thuê cho được á, thì tụi em quản lý hết từ A đến Z luôn đó. Yeah. Rồi thí dụ bây giờ căn nhà này, nếu có người Việt Nam muốn mua với giá là gần 700.000 như vậy, em có take care được không? Dạ được, người ta không có mặt ở đây. Dạ được, dạ. Thì đó giống như là thí dụ như người Việt Nam mua, nếu mà mua tiền mặt á là khỏi cần ra lãnh sự quán ký, có thể thay đồ họ ký ký luôn bên Việt Nam luôn. Ok. Không cần qua đây luôn nha. Ok. Nếu mà họ mượn loan á thì làm cái hẹn ra lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam ký. Ok. Dạ. Và khi mà ký, trước khi ký là tụi em ở đây đã lo hết giấy tờ pháp lý đồ, xong rồi chuẩn bị cái nhà để cho coi như nếu cần mua nệm niết rồi tủ lạnh mới dọn sấy trước khi dọn qua. Okay. Hoặc là đăng ký con cái học ấy, có địa chỉ rồi á thì tụi em đăng ký học giùm luôn. Okay. Rồi khi qua tới phi trường là tụi em đón về nhà là dọn vô thôi. Rồi thí dụ căn nhà này là bây giờ hiện giờ furniture dọn đi hết rồi. Đó em có thể decorate coi cái phòng này bàn ăn như thế nào, ghế như thế nào, xong gửi về cho Việt Nam coi. Có hình sẵn luôn á, có hình rồi sẵn. Đồng ý rồi là mua xong xuôi trả tiền cái cục là bển luôn. Rồi là cái dịch qua đây là ở thôi. Dạ đúng rồi, nếu muốn dạ có luôn, tụi em có một cái team lo luôn mà. Ok. Dạ đang cũng đang làm. Mình có số điện thoại ngay đầu video phải không? Dạ đúng rồi. Okay. Dạ được hết rồi. Dạ. Đây là cái nơi mà Dịch Thảo ngủ ở, là cái trong căn phòng này. Ở đây có cái đèn này. Thường thường đó, ban đêm thì Dịch Thảo hay mở cái đèn này. Để chi? Bước ra nó sáng, hoặc là mình tắt cũng được, tay cắm tắt này dễ lắm. Còn đây cái hệ thống nhiệt độ nè, cái temperature, cái air conditioner. Thí dụ hiện giờ là 75 độ, mình set up rất dễ dàng thôi. Ví dụ mình bỏ cái này, mình muốn tăng nè, ví dụ tăng nhiệt độ. Thí dụ 79 độ thì mình xuống cho nó mát hơn. Mình cho nó xuống là 78, 76, 77, 75, 74, rất dễ dàng, mình muốn xuống nhiều xuống. Hay là cái độ heat, hiện giờ nó 70 là heat lên. Mình muốn bây giờ thôi thì xuống 68 hit nó mới lên đi. Ví dụ xuống 68 hit nó mới lên. Thì bấm tay xuống 68 hit nó lên. Đó đơn giản vậy. Rồi bây giờ nhiệt độ lạnh, mình muốn 75. Khi mà trong này á, nó nóng tới 75 là tự động air conditioner lên. Hay là mình muốn bao nhiêu, mình muốn nó lên tới 79. Ví dụ 79 đi. Đó tới 79 thì air conditioner lên. Là ăn thua mình thôi, nhiệt độ setup rất dễ luôn nha. Rồi đây là cái nơi mà Dịch Thảo ngủ ở về trong này. Ok. Khi mà vô đó thì đây là cái công tắc mà đó, mình mở cái đèn sáng ở trong phòng này, đèn đó cho cái quạt nhé. Còn quạt muốn mát thì cái quạt nó chạy luôn. Thì đầu tiên hồi đó vô đó, ở đây đó là Dịch Thảo có cái bàn nhỏ ở đây. Cái bàn nhỏ ở đây có cái ghế để laptop đây luôn, là cái này là làm việc ở trong phòng. Còn muốn làm việc office là mình ra ngoài kia, cái laptop ngoài. Còn đây là trong phòng riêng, khi nào cần thiết người thức dậy mình nhảy ra mình ngồi để mình làm, có cái ghế. Rồi bên đây có cái tủ đựng đồ. Ở bên đây là có cái tủ. Cái tủ trong này đựng nào là quần lót, cái áo thun gì đó đầy đủ được hết. Anh cho em hỏi này nè. Dạ. Cái cửa này á, có nhiều lúc em tới em check nhà em coi nhà, cái cửa này nè, có nhiều người tới hỏi ủa sao nó tự nó vậy, anh làm hay là nó. Nè. Khám phá coi. Khám phá là tại sao? Dạ thì nó em biết là nó có cái hint đó là loại khác, nhưng mà anh gắn nó vô thêm hay sao, tại cái này nó rất là hay, nó tự nó đóng nè. Dạ. Lúc em show nhà cho khách á thì em có người hỏi em. Cho nên là đó, thấy không? Tự động nha, coi như anh vô là khỏi cần phải quay lại phải không? Nhưng mà nó có một cái điều, nếu mình không kỹ là mình bị lock ở ngoài. Đúng rồi, chìa khóa thôi. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà that's why mà em muốn biết cái chỗ này là anh có như nó ba cái hiên này, anh thay cái hiên kia vô. Đúng không anh? Bí mật. Dạ dạ. Thế bởi vậy. Bình thường đó mình không có lock đó thì nó đóng cửa là mình ra vô dễ dàng thôi. Ok. Mở ra. Nhưng nếu mà mình gài chốt nó lại. Là đóng luôn. Rồi xong là ngoài mở. Bởi vậy. Đó nè, ở trong mở con ra là mình biết bị khóa rồi nè. Cho nên đó, mình chắc chắn mình sẽ khóa cửa. Là khi ở trong mình mở còn không được mà. Còn nếu mà ở trong mình kéo tuột là nó chưa khóa. Giống như vậy là chưa khóa nè. Mình biết chắc chắn là mình không cần. Nè, coi nè ha. Đó, khi mình vô vậy. Nha, mình không có đẩy ngang nè, coi nè nha. Đó, vậy vậy. Nhẹ nha. Nhìn đi. Đó, hai cái hình khác. Hai cái này là bình thường. Hai cái đó bình thường nè. Hai cái đen. Đại vậy. Cho nên các bạn thấy cái chỗ ở đó nó có những cái nhỏ mà nó đã lắm luôn nha. Thì ở đây có ổ điện nha, ổ điện khắp nơi, nhà này đặc biệt ổ điện khắp nơi nha, ổ điện nè, cái nó gọi là outlet đó, đây ổ điện nè,
thấy chưa? Đây ổ điện nè, bên này ổ điện nè, ổ điện bên này nó có hai ổ điện này là tại cái đầu giường. Hồi đó giờ Thao nằm hướng này đó, cái giường ở đây, hai cái đầu giường có đèn, và bên này để cái tủ lạnh nhỏ nữa. Ngay chỗ này ra là còn cái giống này. Đây cái nhiều để cái tủ lạnh nhỏ để chi, thí dụ như ban đêm mình thức dậy mình không muốn đi ra ngoài, bật cái tủ lạnh bên đây có nước nồi đồ đầy đủ hết cho mình, trái cây đồ cũng được hết. Nó thảm nó nguy hiểm không anh? Dạ không, tại vì mình để ở trên một cái đế ở dưới nữa, không có liên quan gì hết. Cái tủ lạnh rất nhỏ ở chỗ này, chứ tủ lạnh lớn quá để làm gì, ngoài kia có tủ lạnh lớn rồi. Rồi ở bên này thì có cái tủ nhỏ đầu tủ ha, thì hồi đó nhớ để có cái nó gọi là cái để mà nó đẩy cái hơi nước lên cho trong phòng mình không có khô. Nói chung thì đây là cái hệ thống máy lạnh đây, quạt đây. Thường thường mở máy lạnh đó, Thảo hay mở cái quạt cho nó chạy nhẹ, nó mới đưa cái không khí ra. Hang đây là phòng ngủ. Và thường thường đó, ở đây là mình nhìn ra thấy cái view ngoài sao đã. Mình ở đây, phòng ngủ mình thích gì mình nhìn ra thấy cái view. Chỉ cần kéo màn ra thôi. Dạ. Rồi, bây giờ thức dậy, mình làm sao? Súc miệng, đánh răng, rửa mặt. Đây, vô. Bật đèn lên, bật đèn lên. Ok. Ở đây đó là mình đựng đủ thứ thuốc, mang cái gì lặt vặt. Chỗ này đó là dịch thảo để máy sấy tóc, rồi keo xịt bàn chải, kem đánh răng cho này nước. Rồi đây, thường thường đó đánh răng rửa mặt súc miệng là mỗi ngày là ở đây nè. Chỗ này có thể treo khăn nha. Bây giờ không có khăn thì dùng cái này. Hai bên nha, một bên. Đây, cái này là cái lý thú lắm, đã lắm luôn. Ở trên này á, đây là cái jacuzzi dịch thảo để mấy cái đàn cày á, thơm. Rồi rượu chát để uống. Thường thường ngồi đó là dịch thảo ngồi tựa cái đầu vô đó nha. Ở đây mở nước nè, để hệ thống nước nóng nè. Trời ơi, cái này rành luôn á. Đây, nước nóng nè, nước lạnh nè nha. Thì á, thì sau đó nước nó ngập lên khỏi cái này làm cho nó chạy thôi. Cái này hệ thống nhân ngồi quất nè, là cái nút bấm ở đây. Đây phải đóng nha, máy vẫn còn chạy ngon lành. Nhưng mà một cái thú vị nữa đó, không ai biết mà bữa nay vừa Thảo khai vui lắm. Tôi có cái thùng đựng nước, có cái ca lên ngồi trên đó đó. Nhưng bây giờ đang mang nhà thôi khỏi, mình lên ngồi ngồi trên đó. Thùng nước ở đây, trời ơi, múc xối đã lắm. Ngồi xối nước vô đây nó có văng ra ngoài. Mà Kevin Đức Nguyễn biết khi mình tắm. Nhưng mà anh không mở cái này lên. Không, chỉ lấy nước thôi. Chỉ lấy nước, khi mình xối thì nước nó tuôn xuống dưới. Nhưng mà tắm cái kiểu tắm nhà quê mình nó múc nước dội, múc nước dội. Cái dội lên đầu xong gội đầu. Gội đầu xong cái xà bông không. Trời ơi, nó đã di động luôn á. Đó là một cái kiểu tắm jacuzzi hoặc là tắm dội là ngay đây nha. Rồi. Bên này là thêm một cái chỗ rửa mặt nữa nè. Ở cái này là master bedroom nha. Đây là master bedroom. Nó có hai chỗ. Hai chỗ bên đây rửa mặt được. Ở đây là cái chỗ mà đựng thuốc, men, đạn như cái gì đó là đựng đây hết. Dạ, bên tủ kia cũng vậy. Rồi, cái tủ này. Chuyên môn đựng khăn. Đủ loại khăn hết, khăn. Và đặc biệt là tại vì đồ của Việt Thảo nhiều lắm, ví dụ như kem đánh răng, mua là cả chục, cả lố, hay là bàn chải, ôi chà, là chắc trong này. Cái chỗ này, cái chỗ này nó lạ lạng, cái nó đẩy vô trong, mình phải đẩy đồ vô. Không có, nó đẩy vô. Dạ, đây, biết chỗ nó làm gì không? Cái chỗ, giấu tiền. Giấu tiền hả? Cái gì mà muốn giấu để vậy? Có khi mình để cọc tiền để mình lấy đồ giấu, nó chơi cho vui. Rồi, ok, đây là những cái học tủ có hết nha. Ngon lành, là ở dưới này. Đó, đó. Thấy không? Đựng nước đột lên nắp cái gì vậy được hết. Còn những hộp tủ thì đựng ổ chai hoặc kêu đựng biết bao nhiêu đồ nữa, mấy cái gì. Bên này cũng vậy nè. Thấy không? Nhiều ngăn lắm luôn. Tha hồ. Biết cái này hồi đó đựng gì không? Dùng mỏng mỏng nè. Như chiền, cà rá, hột sòn vậy đây đấy. Ghế ngồi make up. Đúng rồi. Mình để cái ghế đây là để cho ta ngồi make up ở đây nè. Có cái ghế đây. Hồi xưa Thảo tắm đây nè. Đó cái cách, là cái gắn vòi nước của dịch Thảo vậy đó. Những cái chỗ này nè, là để máng. Xin lỗi, xuống hồ bơi. Xuống hồ bơi, bơi vô mà dần quần ướt sao máng đây. Máng đây, khăn máng. Đủ chỗ máng hết nha. Máng đây nữa nè. Để cho nó khô. Vòi nước đây đó, bình thường tắm đó. Thảo bật nước coi nè nha. Bật nước nè. Ồ, cái này là đã mở qua vòi này rồi. Thì cái này đó,
là để mình cầm. Sau khi tắm xong, thì tắm xong cái dược thảo mở nước thiệt lắm để khi mình dội nè. Đó mình đứng mình dội hết ở trên này cho nó sạch. Tại vì khi tắm nước xuống đây đó, ở trên này nó văng như khi xào bông dơ nè. Thấy chưa? Đó. Anh Đức thấy không? À. Còn mình dùng cái khăn mà để mà cà sạch đó, mình có thể cà được rồi đó. Tại sao cái phòng tắm của dược thảo nó sạch lại cho nó sau khi tắm xong mình dội? Nhiều người ta tắm xong nó bước ra đâu nghĩ ra đứng. Nó. Đây nè, bình thường tắm là đây. Bỏ cái này buông nè. Là mình đứng đây mình tắm nè. Dạ. Xà bông rồi đấy đây, gội trà đọc xong xuôi rồi phải không? Xà bông văng tùm lum mà. Ok, đổi qua hệ thống này. Ôi trời băng, phải xin lỗi. Rồi, là cái này nè. Bắt đầu mình xịt. Thì nó sạch thôi. Tại sao cái phòng tắm nó sạch? Là tại vì mình phải phải xịt nó sau khi mình tắm xong. Rồi, khi tắt nước rồi đó, bỏ này đây. Nhưng, có đôi khi mình quên, nằm mới tới xịt nè. Mình mở nước. Mình mở nước thì cái này nước văng ra nè, thành ra mở từ từ nhẹ, mình thấy phải không? Đổ về trong này để cho nó xịt nó xuống. Rồi, mở mạnh rồi. Thoải mái. Giờ ở ngoài này phải có cái khăn nữa để mình đi ra nó chưa? Đó. Bây giờ muốn tôi thực hiện được cái cảnh tắm không? Tôi tắm là tôi ở trường chứ không có mặc quần áo đâu. Nào, đi chơi cho vui. Chứ đứng tắm lại đây, tay phục riêng mình mặc cửa đóng và thậm chí để cái cửa đóng được luôn nè. Đó, ở đây mình còn đóng cửa được. Thấy chưa? Đó, đóng cửa luôn. Đúng không? Thì như vậy phòng riêng này chỉ có mình nè, không có ai vô được. Thậm chí có ai vô trong kia mà đâu có ai vô phòng ngoài. Thì trong này là một riêng mình. Tắm đây. Rồi, ở đây là máng nè. Khăn bực gì đó thả hồn. Nha. À, hồi Thảo ở đó, có để đây một cái trầm hương. Dạ. Nó đốt cái trầm á. Thơm. Lên thôn. Thơm. Còn không thôi mình đốt đèn cầy. Cái hàng đèn cầy để trên này nè, nó có những cái đèn cầy. Nếu mà mình muốn đi vệ sinh, đây có cái phòng vệ sinh nha. Xin lỗi, ngồi xuống nha, xin lỗi. Bây giờ để nói về cái vụ cuộn giấy nè. Cái cuộn giấy anh để vô để làm sao? Đẩy nó ra. À, đẩy ra. Đẩy ra. Đẩy vô. À. That's it. Mình quên điểm. Cuộn giấy nó mặc nào nữa? Cuộn giấy mặt này đó, mình nắm đây mình kéo xé đúng không? Dạ. Thì nếu cuộn giấy nó nằm mặt này. Thì nó ngược anh. Thì nó ngược cũng này. À. Mình muốn kéo đó, mình kéo ra không được, mình phải thòi cái này mình kéo đúng không? À. Đúng không? Dạ. Nhưng có những cuộn giấy lỏng á, nó nằm dĩa nó tụt luôn. Tụt luôn. Nó tụt luôn, nó nằm một đống như này. Cho nên, cái nguyên tắc gắn giấy vệ sinh mà không phải không biết mà nhiều người vô tình, không có để ý là gắn, gắn theo cái kiểu này là nó ngược nha. Gắn kiểu này không nên, thấy giấy nó tùm lum không? Gắn phải gắn theo cái chiều này nè. Để cho cái giấy nó nằm hướng này để mình kéo. Và nó ở ngoài tìm phở ổ giá cũng vậy, nhiều khi Việt Thảo nói chuyện nhân viên, tụi nó hết giấy vô gắn không đi, hoặc là người khách thấy hết giấy cái đem vô gắn, gắn tùm lum. Mình phải gắn theo cái chiều này mới là đúng. Dạ, nó không bị tụt xuống. Không bị tụt, dạ. Nó một cái chút xíu thôi, nó rất là tế nhị. Trong cái đời sống, chỉ cần chút xíu nó thay đổi nhiều cái. Và trong đời sống chính vì những cái nhỏ nhặt nhất mà mình không để ý, có đôi khi nó làm thay đổi cuộc đời mình đi với cái chiều hướng xấu hơn. Có đôi khi một chút xíu thay đổi nhỏ trong cuộc đời, nó đưa cuộc đời mình theo thăng tiến, nó khác. Nó không liên quan tới cái này, nhưng cái này nói lên được ý nghĩa đó. Bây giờ ở trong này đó, đặc biệt cái nữa, bây giờ mình đi ra. Đi ra cho đèn tắt đi. Ở đây là automatic, đèn tự động. Khi mình bước vào đèn tự động nó sáng lên. Chứ khi mình bước vô đâu có công tắc mò mẫm gì nữa, chút xíu nó tắt. Trong này nó là cái closet, walking closet. Walk là đi bộ đó, walking tức là bước vào, walk in, closet là mình đi vào trong mình đứng, chứ phải cái closet chỉ là máng độ thôi. Mình bước đây, rồi bây giờ coi nó tắt đèn nè. Nó không có đèn phải không? Bây giờ tối thui làm sao giờ? Cứ đi vô nè, coi nghe. Đó, tức là cái sensor chỗ này nó bắt đèn tự động cháy. Rõ ràng phải không? Đó. Thì ở đây hồi đó là Việt Thảo treo. Ở dưới thấp này đó là mình treo quần. Những cái quần chạy bộ, những quần dài, quần tay gì là treo dạng dưới này hết nha. Tất cả dưới này treo quần. Còn trên này để treo áo nha. Ở đây cũng vậy. Những cái đồ nhỏ nhỏ mình treo chỗ này được, để cho nó đừng có đụng vô đây. Ở trên này cũng vậy đó nè. Trên này hồi đó Việt Thảo để tùm lum đồ ở trên.
Tiếc là hồi đó mình không có chụp hình hay quay lại những cái cũ của mình ha. Còn chỗ này để dài. Tất cả hệ thống này để dài. Ở trong này cũng treo hết. Đó, walk-in closet là vậy. Rồi khi đi ra không cần tắt đèn, cứ đi ra một chút nó tự động nó tắt. Đó, như vậy đây là cái master bedroom. Nhớ, dù nhớ á. Cái chỗ nằm ngủ mỗi đêm mà. Rồi. Đến đây là mình tắt đèn nè, ở cái đầu quạt tắt đèn nè, rồi. Đó, không ai kéo, tự động cửa đóng nè. Đó. Bây giờ mình đi vô cái nhà bếp đi, cái nhà bếp nha, cái nhà bếp. Ồ, ở đây nó có một cái restroom nha. Là từ ngoài cửa mình vô đó. Trước khi vào chỗ nhà bếp, ở đây có một cái phòng vệ sinh riêng, có chỗ rửa mặt để dành cho khách. Hay là mình cũng vậy. Xin lỗi nha. Bây giờ mình đi kẹt xe đi vẫn biết mắc tiểu quá. Không đã đợi vô phòng không kịp. Hay là đang ở trên lầu sao chạy lên lầu vô đây. Đó. Đó. Đây là cái restroom. Chỗ này rửa mặt nè. Đấy. Và nước ở đây đó, nước của căn nhà này đều được nó gọi là water softener hả? Thấm lọc nước là mình có lọc nước, mình có lọc nước cho nên nước này đó đã được lọc đàng hoàng chứ không phải là xài nước thẳng bên ngoài. Đó ở đây, còn ở đây là bên phòng vệ sinh nha. Đây là cái nhà bếp mà rõ ràng hiện giờ không có đèn, nó tối nha. Thì khi bước vào tự động đèn cháy đó. Nó có cái sensor là ngay cái chỗ này. Đây là con mắt của nó chỗ này đây. Khi ở trong khu vực thì đó, bây giờ đèn tự động nó cháy. Nếu mà ban đêm nha, ban đêm tối thui bước ra thì cái hệ thống khu vực này nó cháy sáng cho mình. Dạ. Rồi ngoài cái đèn này là cho ban đêm thì mình còn có thể mở hệ thống đèn đây. Ok, một cái chỗ này là dùng để cho ngay cái sinh này. Nếu mình muốn làm việc ngay đây mà đèn xung quanh nó không sáng nha. Đèn chỗ cái sinh này. Rồi, kế tiếp là nguyên cái dàn đèn này. Để giống như mình ngồi ăn ở đây nè. Đó. Hồi xưa đó thì Việt Thảo để khi ở đây đó để có máy xay cà phê nè, có máy lọc nước nè, rồi có những cái ly rượu hay là đồ để đầy đây hết, máy làm nước đá luôn, máy làm đá nhỏ luôn. Rồi ở trên này đó có thể để những chậu hoa, hồi xưa những chậu hoa đồ ăn, rồi ở ngoài là những cái ghế đẩu, ghế cao đó để mình ngồi, thì mình làm bếp ra đây ăn. Và cái chỗ này hồi xưa là kịch nhớ là cái chỗ mà anh em quay câu cá ở dưới lên đây làm cá kho, có làm bún lèo, có nghe nhật đó, tôm càng kho tàu đó là làm ngay cái nhà bếp này đây. Nếu mà các bạn xem là sẽ thấy cái điều đó. Rồi đèn nữa đó, đây là thêm cái dàn đèn ở trang này nữa cho nên nhà bếp sáng hơn nữa. Bây giờ đó, từ cái chỗ đầu vô thì mình thấy cái microwave nhìn lớn như sao đó, microwave rất là lớn luôn, bỏ nguyên gà vô quay cũng được. Nhưng mà có một điều, cái này xài rồi, cái này chưa bao giờ đụng tới. Cái này thì vậy luôn, ở hơn 2 năm mà chưa đụng tới. Cái này là oven, cái lò nướng à. Còn mới tin luôn, chắc, không đụng tới luôn. Chắc nướng mà tiệm. Không phải, tại vì mình không có nướng gì hết trơn cả nhà à. Mình có microwave là ăn không à. Cho nên rốt cuộc hơn 2 năm mà cái này chưa đụng tới luôn à. Mới tin luôn, dạ. Rồi, ở trên này nó có những cái tủ nè. Mình để đồ, thoải mái nha. Bên này cũng vậy. Hồi đó giờ Thảo để đây là chén, đũa giờ tùm lum hết, dạ. Rồi trên này đó để cái gì cũng được của mình. Đây có những ngăn nè. Rất đã luôn. Rồi cái hệ thống đây đó nó có quạt hút và đèn ở trên này. Rất mạnh luôn. Cho nên các bạn nào có mua nhà lợi đó, khỏi cần kiếm nghe nói trong này nha. Nhìn kiếm quạt cũng thấy nó ngay trong này. Đây, tắt quạt hút nè. Tắt đèn nè. Nha. Đó. Ở đây là cái hệ thống... lửa lên rồi đó. Đó, lửa cháy đủ hết. Từ bếp vẫn còn tốt, ngon lành luôn. Nhờ mở cái hơi nóng rồi bắt đầu phải mở quạt hút đó nha. Để không thấy hơi nóng. Mình tắt lại thôi. Sử dụng quen thuộc lắm, tại mình ở đây mà. Nè, tắt đèn, mở quạt không cần dòm luôn. Ok, nhiều ngăn tủ, nhiều hộc lắm luôn. Tha hồ mà đựng. Rồi, ở phía bên đây là cái chỗ mà... Đây là cái chỗ đựng mà đồ ăn. Hồi đó, ôi trời, đây đầy hết. Nào là mì gói có, rồi rong nho có, rồi... cái gì thức ăn đồ hộp, nhất là cá tuna. Thích cá mòi á. À, cá mòi hộp á. Chắc còn hộp á. Nhiều lắm.
nước mắm xì dầu cái gì đựng trong này, tủ để đựng thức ăn. Đặc biệt cái nhà này là cái nhà bếp mình rất rộng. Còn đây cái máy lạnh này đó là để lại đây luôn. Tủ lạnh để lại luôn. Dạ, tủ lạnh để lại luôn. Ai thích xài cũng thích dục, dễ mà. Còn ngon lắm anh. Tủ lạnh chiến đó, luôn. Nhớ nè, nhớ kỹ luôn ha. Cái ngăn này đó là hồi Dược Thảo ở đây, Dược Thảo đựng cái con cua đất. Cua đất là con ốc chợ voi nha. Đông lạnh nằm đây. Dạ. Khu này đó là để picanha nè. Thịt bò picanha nè. Là cá sặc cá gì. Ôi cha đủ hết trong này. Cá tra biển hồ, cá sặc cá gì đầy hết. Đây là những người ta. Giờ tao còn nhớ mấy cái ngăn này, giờ tao đựng ớt. Ớt trồng ở ngoài đó. Trái đem để khô ăn. Ở đây để sữa được. Tất cả. Dạ. Rồi. Ở bên này hồi đó là để nước uống. À đây là cái hệ thống tất cả những giấy tờ của. Dạ. Trên này hồi đó để ly nè. Để ly mà uống rượu chát ở trên này. À cái chỗ này là máy giặt nha. À máy rửa chén này còn hoạt động rất tốt luôn. Mà thường thường khi Việt Thảo ở đây rửa chén nè. Ở đây nó có hai cái, một cái bút sen với một cái thường nha, bút sen. Thì cái nguyên tắc rửa thì ai cũng biết rửa rồi, không cần nói. Nhưng mà theo Dịch Thảo á, đầu tiên là mở nước nóng cho cái bút sen này nó rửa đi những cái dơ trước, bỏ qua xong rồi xà bông rồi xong rồi tráng qua. Thì Dịch Thảo úp lên đây chứ để qua ngày cho nó khô thôi. Tức là không cần rửa xà bông? Không, rửa xà bông chứ. Rửa xà bông úp đây là coi như xong. Còn lâu lâu đó mình cũng nên cho cái máy rửa chén nó chạy lại. Chứ đừng để lâu quá nó không chạy. Lâu lâu cũng đỏ đầu vô cho nó. Có mấy cái ống dép nhỏ đó không mà nó xịt nó dạ, nó che nó không có xài, nó bị lót lại. Dạ đúng rồi. Dạ lâu lâu mình phải cho nó quất. Dạ. Còn bình thường ví dụ như mấy món mà ở mình có mấy món đâu cần rửa chén nhiều chứ. Dạ. Nhưng mà lâu lâu cũng phải để đồ cho nó giật. Rồi, ở đây có này. Ha. Đó cái chỗ này cũng để ba cái đồ để đậy này nè, nước nôi đó. Rồi, ở dưới này chị để những cái xà bông nha. Chỗ nào đó để chén đũa nữa nè. Đây rồi. Đây là cái bình mà Việt Thảo đựng cái nước uống đó. Rồi flamingo. Không phải flamingo. Con chim gì nhỏ nhỏ mà đỏ đỏ đó. Chim chỉ hả? Không, con chim nhỏ. Phải flamingo không? Không, flamingo là con bự lắm à. Flamingo là con bự. Ừ, cái con này cứ bằng con gì đây? Tự nhiên quên tên. Nó sẽ khúc mật ở đây nè. Nó ra đây mật. Cái này bơ hổm đem vô nè. Bây giờ mình đem về nhà bên kia mình đeo. Anh kiếm cái này hả? Lý do là tại vì ở đây người chủ mới chưa chắc đã đúng cho rồi, chim rồi, uống nước rồi. Đâu. À. Thôi thì mình đem về. Nha, chúc em có về. Thấy nhưng mà em không biết anh. Bơ hổm đem vô, ai cất vô? Dạ. Cái chỗ này á. Cái bên ngoài là cái điện, cái đèn đậu đây nè nha. Cái này là cái đèn nào đậu đây nè, cái mé gì đậu đó. Còn cái thứ hai đó là cái đi mà xay đồ ăn nè. Xay đồ ăn ở đây. Xay phải để nước nha, không có nước nó cháy máy. Cái phía bên này, cái này đó là cái chỗ mà mình để cái bàn ăn cơm cho gia đình được nè. Tại vì bếp sát đây. Ở ngoài kia kế cái office đó, cái phòng kia là mình để chơi, giống như tối tụm năm tụm ba ăn uống xong ra ngồi đánh bài để mặt trước hay là nói chuyện tâm tình hay là tiếp khách ngoài kia chứ không phải trong này. Này đã, trong này chỗ ăn nè, phòng gia đình đó, để gia đình, để cái bàn dài đây nha. Hồi xưa Dược Thảo để trồng hoa lan đầy hết, dọc đây hết thương lắm. Trong này nữa, rồi lúc trước để sẵn, ở đây nè, sẵn ở đây em hỏi anh chỗ này luôn. Khoan, chỗ này biết để chỗ này gì không? Cái jacuzzi, cái steam room. Mà cái loại portable, loại nhỏ đó. Cái này nhỏ xíu anh để lên. Oh yeah, một người vô mình ngồi mà. Giờ hoặc là mình ngồi giữa lưng cũng được. Em không hình dung ra. Ok, nó cao khỏi đập. Dạ. Mình chung vô được nha. Để đây. Bên ngang bên lớn nè, từ đây tới đây nè. Đó, vậy thôi. Rồi ở ngoài này đó, nó có cái cửa bằng mở. Xong mình bước vào, xong mình kéo đóng lại. Dạ. Nó là bằng giải, bằng... Nhưng mà nó chật quá không anh? Nó chật cái chỗ này không? Không, cái không. Chỗ này chỉ có cái nhỏ dạ, xíu thôi. Mình vô mình ngồi để cho nó để cái bàn ngồi. Ở đây, ghế ở đây ngồi ăn. Dạ, cái bàn đã tới đây nè. Thì hồi đó để đây chỗ này chứ mình để chỗ nào vậy? Dạ. Vô ngồi. Đây, hồi câu hỏi gì? Dạ. À. Hello Phúc. Đây, Phúc, vô đây Phúc. À, Phúc đây cũng là agent cũng của công ty. Cũng team của em. Dạ, chào em. À, một chút nữa đó.
cái nhà bên kia, cái người chủ cũ có nhận được cái package thì có đưa cho anh Kevin Đức Nguyễn đưa về để cho em mình gửi cho anh ta, giúp anh ta. Có, ngoài xem. Vừa rồi các bạn thấy đó, ngay cả cái căn nhà mới mà tụi này mua đã ở gần cái thành phố Hồ Giá để ở cho tiện lợi đó, rồi mình mới bán căn này, thì giao cho Phúc với lại anh Kevin Đức Nguyễn để mà lo. Thì khi cái căn nhà mới người ta đi rồi, mình vô ở, thì ở đó đó, cái mail người ta vẫn gửi về cho người cũ, thì anh em này phụ trách giúp gửi đi cho mình. Chứ thực sự cái người mới đến nhiều khi không biết cái post office chỗ nào. Đúng rồi. Yeah. Hay là gửi bằng cái gì nhé. Thì sẵn đây nói luôn là khi mua căn nhà này, cho dù bạn ở Việt Nam hay bạn ở Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, bất cứ nơi nào trên thế giới, hay những người ở tiểu bang khác của Hoa Kỳ không quen thuộc với địa hình địa thế ở đây, đừng lo. Khi mua rồi, lập tức Internet sẽ là do anh em này lo. Post office đổi địa chỉ, giờ địa chỉ là anh em ở đây lo. Rồi cái gì? Điện nước ga. Điện nước ga, nói chung tất cả rác, rác là có người lo, mình khỏi phải lo. Yeah. Người khai giảm thuế. Dạ. Ngày xưa đó, khi mà Việt Thảo mua cái căn nhà này, một cái agent khác người Mỹ, họ không có làm gì hết. Mình phải tự động đi coi cái thùng thơ chỗ nào, rồi phải làm chìa khóa làm sao, rồi Internet phải tự đi làm đủ hết. Còn bây giờ không có, có anh em agent lo hết nha các bạn. Cho nên đừng có ngần ngại cái đó, mà ở đây rất là sướng luôn. Còn cái gì nữa ha? Một chút mình sẽ chỉ cái thùng thơ chỗ nào phải không? Dễ lắm, ra đây chạy gần bên nè. Thùng thơ ở đây hay lắm, nó không làm trước nhà. Tập trung lại hết một dọc vậy đó, rồi giao chìa khóa là thùng ai để mở, chứ không có để thùng thơ trước nhà nhé. Cái chỗ này nè anh Thảo, nhà em thấy anh đâu có chó đâu. Ok. Thì cái này không phải của Dược Thảo nhưng mà của cái người chủ cũ trước đây đó. Thì họ có cái này nhưng mà thực sự hình như khi mình đến mua không thấy họ có chó. Thì họ không có. Ở đây họ có nuôi con rùa bự lắm. Đó là lý do cái cổng sắt về sau đó, họ làm cái lưới chút mình ra mình coi nha. Họ nuôi con rùa thiệt bự để không muốn bò ra. Còn beware of dog là họ để thôi chứ không có, mình cũng không có. Chắc mèo quá anh ơi. Không có luôn. Dạ. Thành ra cái này giống như có thể là nó làm sẵn. Dạ, safety. Dạ. Chứ cũng không có con gì bò ra vô đây. Dạ. Tại vì khi mình ở đây đó, cái con robot là mỗi đêm mình cho nó chạy để nó hút bụi đó. Trong đó không có vụ lông mèo lông chó gì. Dạ. Mà mình ở đây không có. Bây giờ mình tới cái văn phòng này. Cái này đó, hồi trước á, Việt Thảo để ở đây một cái bàn thấp, cái tivi lớn nha. Và cái hệ thống dây này nè để câu vào. Ở nơi đây mình có thể kiểm soát được tất cả các hình ảnh mà các camera, security camera nó thu hình được. Ở bên ngoài, trong nhà mình cũng có làm, tất cả ở ngoài. Là mình ở đây bật lên, mình có màn hình để mình coi được cái dây này. Ở đây mình coi tivi được, cable được. Rồi mấy cái camera nó nối vô đây. Dạ, nối vô đây. Nối vô đây là hình ảnh đó. Thì em coi như đặt cái màn ảnh. Cứ một cái màn ảnh nhìn thấy là tất cả xung quanh, surround hết. Tất cả hết luôn. Dạ. Rồi, đây là cái lò sưởi. Có thể chỗ này để trống luôn để chi mình nhìn ra cái view ngoài này nếu mình thích. Đó, đây là ngoài này hồ bơi. Rồi hồi đó là cái thun cao ngồi đây nè, ăn uống thoải mái luôn. Thành ra bên đây mình lập cái phòng khách nhỏ cũng được nha, nếu mình muốn. Bây giờ mở cửa. Ở trong này cái cửa, hệ thống cửa này nó hay nè, nghe coi nè. Mình có thể dùng cái này mình kéo nè. Nè, đó, mở ra để mình nhìn bên ngoài. Dạ, nhìn cái màn này đó, cái màn này đó, nó nằm ngang, mình thấy bên ngoài. Rồi mình đóng lên nè, đóng mà mình xây lên nè, thấy chưa? Hoặc là mở ra, mình xây xuống dưới. Đó, cái màn này đó, mình làm được hết nha. Còn thôi mình kéo luôn xuống. Ở dưới nó kéo lên nè. Mình có thể không dùng cái màn này. Đó, mình nhìn thẳng ngoài luôn. Cái hệ thống khóa này mình có thể khóa trong khóa ngoài được nha. Bây giờ mình mở ra nè. Và mình nói cái công tắc này. Công tắc này dùng cái này nè, cho cái quạt, cho cái đèn ở ngoài này. Thành ra ở trong này mình có thể mở đèn ở ngoài trước khi mình mở cửa cũng được. Rồi, ngoài cái hệ thống này, ở đây có cái miếng giấy nè. Ok. Ngày 9 tháng 10, 23 là ngày hôm qua. Nó đến nó làm hồ bơi đó. Thì khi làm hồ bơi xong đó, máng cái miếng giấy này cho mình để cho nó báo cho biết là nó đã làm hồ bơi rồi. Thì hiện giờ đó, cái nhà này cái hồ bơi vẫn được maintenance đàng hoàng, mình trả tiền đàng hoàng.
cho đến khi nào người chủ cũ mới mua căn nhà này rồi thì mình mới chấm dứt cái phục vụ này. Người chủ mới nếu muốn tiếp tục thì liên lạc đây hay là Đức liên lạc giùm thôi. Cho mình Đức Nguyễn lo nhé. Đó mình có cái này là nó báo cho mình biết là nó có service đàng hoàng. Rồi cái khi cái cửa này ban đêm bước ra đó, cái quan trọng đầu tiên là gì? Hệ thống đèn security bật cháy tại đây ban ngày nha. Camera security camera đúng không, là thấy hết trong nhà mình biết hết. Đèn này cháy nha, security light. Ở đây là security light. Ở đây là security light. Dọc căn nhà này mười mấy hai chục cái security light như vậy. Nhưng mà cái này nó motion ban đêm thôi anh hả? Ban đêm thôi. Motion chỉ ban ngày, đêm. Dạ, dạ, chỉ ban dạ, đêm. Chỉ ban đêm. Đó. Thì hồi xưa ở đây là để nguyên cái bộ sofa. Và ghế ngồi dựa đổ đây đã lắp đầu chơi rồi. Thoải mái luôn. Còn phía bên đây nè, dọc 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 đây trồng cây hết. Những cái chậu đó. Anh có nấu gì ở đây không? Có đường ga nè. Đây có đường ga. Nếu muốn thì mình chỉ cần gắn cho mình nấu. Gắn mình nấu thôi. Dạ. Đường ga không phải đây mà đường ga ngoài này luôn nè. Ngoài này có đường ống ga dẫn tới đây luôn. Đó. Đây cũng có đường ga nữa nè. Đây. Này gắn cái bếp barbecue vô là hơi mình không công dùng cái dùng portable. Yeah. Không cần dùng bình mà mình chơi nguyên cái ống ga luôn. Rồi, yeah. Còn đây hệ thống điện. Nối vô thôi. Dạ, hệ thống điện. Còn ở đây cái điện này đó là cho cái quạt nè. Nó đèn, đèn cho đèn cháy cái này ban đêm thấy rõ, ban ngày cũng thấy đó phải không? Dạ. Còn hệ thống quạt nè, cho dù ban ngày mình chơi quạt luôn nha, nó có gió thổi nó mát. Dạ. Còn đây cái màn đó thấy rõ ràng ha, bây giờ nắng bên đây gì thì cái màn này có thể che mát. Ở bên đây hồi đó để là gì, sofa mà ngoài trời bằng máy. Ở đây có cái bàn, 8 cái ghế, mình có thể ngồi đây ăn nhậu vui chơi với đèn với quạt. Và ngoài này có security light luôn. Đây, nếu mà ban đêm mai đến khu vực này là đèn nó chiếu security light bên ngoài luôn, hai cái đèn lớn bên đây luôn. Đây security light. Ở đằng kia một cái nữa nha. Và cái lưới này đó là mục đích để cho những con vật nhỏ hồi xưa đó, cho con rùa con rùa nó không có lò đầu ra. Những con vật nhỏ ngoài nó có chung chung với mấy con nhất là bắn dịch đó. Con. Màn lên. Đó thì chưa. Mình mở lên đó là nguyên một cái hồ bơi thoải mái luôn. Đây là cái hồ bơi mà nói thế mà cảm động. Suốt 2 năm trời mỗi đêm nha. Mỗi đêm về tới là bơi hồ bơi này. Hay là sáng bơi, trưa bơi là nó ở đây. Và cái jacuzzi này nha, là ngồi ở đây. Rồi nước thổi ra đèn. Ở dưới này có đèn hết luôn. Đây nè, cái này đó là rau gì, rau càng cua nha. Càng cua, càng cua. Của cha người Việt Nam mình thích lắm luôn. Càng cua. Ở đây là hệ thống rau càng cua nè. Hệ thống rau càng cua hồi đó mình, ở đây không có, mình trồng nó mọc lên nha. Nhưng mà tại vì không có nước nhiều nên nó bị héo. Cây này bây giờ mắc tiền lắm nè. Thiên đường điểu. À, thiên đường điểu là loại cây con chim chim trời vậy đó. Nhiều cây lạ lạ. Chim địa thiên đàng. Dạ, thiên đường điểu. Rồi nó có cái elephant ear. Elephant ear nữa, nhiều lắm. Nhiều loại cây quý lắm mà những cái cây này không chết mùa đông nha. Cây này có chết mùa đông không? Dạ không, dạ. Mùa đông vẫn sống. Qua tới mùa hè nó mọc, qua mùa hè mọc, mùa xuân mọc lại. Còn cây này cây mật gấu nha. Cây mật gấu nè. Tính đốn qua nhà mới mà thấy tội. Cây này nó dễ lắm, chặt qua cắm lên nè. Đó, đây là phía bên hông. Nè, security light nè. Security light nè. Cho tới ngoài trước luôn thấy chưa. Cây này cây mật gấu hồi nãy mình chỉ đó, ở ngoài mình chỉ vô. Còn đây hệ thống water softener. Đây hệ thống lọc nước. Tại vì ở thành phố, ở Texas á, nước nó bị phèn nhiều lắm. Cho nên có hệ thống lọc nước này để giúp cho nước không có bị phèn. Đó, hệ thống lọc nước cho cả nhà sử dụng. Đó, đây là cây cam nè. Cây cam này đó dược thảo trồng nè. Thì cây cam này nó chịu đựng được cả mùa đông, mùa hè, mùa lạnh gì cũng được hết trơn á. Thì chịu khó tưới nước nó lên thôi. Thì dọc theo đây hồi đó trồng á, một hàng cây luôn. Còn chỗ này hồi đó là để sofa, chỗ này để cái lò nướng đồ đủ hết. Còn ở đây cái hồ bơi nè. Cái hồ bơi này đó, nếu tính giá thị trường đó, không có dưới 120 ngàn. Nếu xây cái hồ bơi này. Lấy làm lạ, ủa sao nó nhỏ mà nó vậy, là tại vì cái kiến trúc của nó, từ cái hệ thống sưởi, hệ thống filter lọc nước và cái hệ thống clean up nó như thế nào. Chẳng hạn ở đây nha, mình thấy khi mà nước lọc đó, nó chảy vô trong cái hệ thống này. Cái này là thường thường chứ, mặc dầu là mình có cái người clean hồ rồi, nhưng mà phải coi thường xuyên đây. Nè, đó. Thì bây giờ hiện giờ trong này có hai cái cục chlorine để mà cho cái nước sạch nha. Thì khi mà nước chạy đó, nước clean up đó, hệ thống nó rút nước vô đây. Thì nó chạy vô đây. Nó sẽ giữ cái rác lại đây. Rồi khi mà mình đem lên, nếu có rác mình đổ rác nó đi.
thì cái nước nó tiếp tục vào ở trong hệ thống máy mà vô, nếu mà lọt cái miếng nào vô đó thì nó sẽ giữ lại nữa. Thành ra cái hồ mình lúc nào cũng sạch sẽ, không có rác. Còn bên đây đó là cũng là một hệ thống để mà lọc nước nữa. Dạ. Còn bên đây đó là cái hệ thống để cho cái nước nó lên cao hay thấp. Nếu các bạn nào mua nhà sẽ để cái vô này. Cái mực nước á, lên cao là nó phải ngập tới cái mức để mà cho cái nước nó rác nó vô trong cái giỏ này. Còn nếu mà không đó thì cái rác nó không đi được. Lower làm đi về hướng này, còn mình cho nó cao áp lên làm đi hướng này, chỉ có đơn giản vậy thôi. Nè, thấy không? Nước nó vô đó. Mực nước hồ cao thấp. Bây giờ mình coi thử cái hồ bơi nó quét nha. Hiện giờ nhiệt độ của hồ bơi là 76 độ F và cao nhất là 100 độ F ha. E của nó là 83 độ F. Bữa nay là thứ năm nha, 2 giờ 52 chiều. Rồi, bây giờ mình thử cái này. Bây giờ mình cho cái water feature. Thử nghe water feature chạy. Fountain. Water feature. Bấm lại rồi. Airflow. Đó. Bây giờ cho spa chạy luôn nè. Mạnh ghê. Ở cái chỗ này đó, cái nước á là nó xoáy vô trong cái lưng của mình, nó xoáy tròn như thế này. Ở đây đó cũng xoáy, bên kia mạnh hơn và cái mực nước ở đây cao, nó dần dần qua bên kia sâu hơn. Cho nên mình ngồi dưới spa này đó thì nước nó sẽ đánh vô lưng mình. Nó trị đau nhất độ lưng được, rất là tốt luôn cái spa này. Thường thường dịch thảo bơi là từ đây nè, miếng này qua xéo miếng đó theo chiều dài đó, cứ bơi qua bơi lại. Và cái hồ bơi này đó ra giữa hồ nó cạn tới đây thôi, tới đây, nhưng mà ra phía bên rất sâu. Khi phơi nắng mình có thể lên đây nằm nè. Để cái bật giờ này giờ đèn đâu có thấy nổi đâu ta. Full light nè. À, lên kìa. Đó, dòm thấy đèn không? Quay góc cho màu tím đó, thấy màu tím không? À, đây cũng thấy nè, nhưng mà nó ban ngày nó sáng. Đêm đẹp lắm, nó đổi màu nữa mà. Rồi bây giờ vấn đề heat chẳng hạn. Mình có thể giống như heat hiện giờ là mình cái temperature đó, ví dụ như pool thì mình set temperature là 100 độ F. Và giờ cái heat là off nè. Mình heat on là nó sẽ nóng lên, chỉ có vậy thôi. Hay là cái spa cũng vậy. Cho nên cái mùa đông á, khi mình bơi, mình vẫn có thể bơi được. Ví dụ bây giờ mình set up nhiệt độ là bình thường 72 độ thì nó mát. Nhưng mà mùa đông cái nước nó vẫn thấy lạnh, mình cứ set up 80 cũng được. Thì xuống hồ nó ấm cho mình. Mà chiều sâu bên đó với bên đây sao anh? À, bên đây cạn, bên kia sâu hơn. Ví dụ ở đây rất cạn nè. Và khi mình lội qua đây, mình đâu có chỗ nào bám víu, thì bên góc bên đây nè. Có ghế. Không, có cái ghế để ngồi. Có mấy cái bench, nè. Ok. Dạ, yeah, cái bench. Bên kia cũng vậy. Ồ, hay quá. Còn cái sát đây mình đứng mình nhón giò thì nó tới miệng thôi. Cái dạ. Hồ này hay quá. Cái hồ dạ. Này. Cái hồ này coi như không có hột bụi, hột rác luôn. Là tại vì ban ngày thì có người clean up, nó chạy tự clean up nó. Self clean up. Rồi ban đêm về cái mình thả con robot cho nó chạy, nó hút bụi. Còn có người tới làm nữa anh, em có người tới giấy làm này, em có nói cái giấy hồi nãy đó à. Là có người tới làm, có người tới làm luôn chứ. Dạ. ba phần cái chỗ này nó ban đêm sướng lắm, tất cả xung quanh có security light hết, cho nên á mình ban đêm mình ở đây không có sợ. Cho dù mình tắt đèn hết cái hệ thống đèn này, tắt cái hệ thống đèn ngoài sau nên mình on được nha. Nó dạ. Lên được luôn nè. Đó, ban đêm cháy sáng lên hết. Còn đây security lights. Từ hồi mình ở tới giờ nó chưa bao giờ đèn này tự động cháy. Tại vì thì không ai đi nghe hết. Nhưng mà nếu có cái gì đi ngang là tự động nó cháy hết. Motion. Còn bây giờ mình lại mình quơ tay thì nó cháy thôi. Như ban ngày nè, ban ngày thì nó không có cháy. Và đặc biệt cái căn nhà này đó, cái phía sau đó nó có cái chiều sâu của nó, của cái view của cái hồ. Mình nhìn thẳng sâu xuống bên dưới. Nó được cái đó, gió thổi mát lắm. Nó đi hết cái neighbor luôn, hồi nãy mình chạy dạ, vô được. Là nó đúng đi rồi. Vòng nó đúng không anh? Đúng rồi, mình có thể xuống đây mình đi bộ vòng vòng yeah. Nha. Hồi đó đó cái con vịt mà kêu bằng chị 13, nó đẻ 13 trứng á. Nó tự nhiên vô trong này nè, nó lại đây nè. Nó bay vô trong này nó đẻ. Nó ngay đây nè đó, nó vô nó ngay chỗ bụi này nó đẻ 13 trứng. Đó rồi sau đó thì nó nở ra, nó nở được có 4 con à 4 hay 5 con vậy, 4 con. Rồi cái nó xuống hồ nó đi mất tiêu rồi. Rồi nhiều anh em không theo dõi kịp, nói ủa sao không thấy để hình nó đẻ gì, chứ không, nó nở rồi, nó nở nó rộn đi. Mà Thảo có đăng cái hình nó lên nhưng mà nhiều anh em chưa coi được đó. Vậy anh. Dạ. Mỗi lần mà Dịch Thảo đi làm về á, việc đầu tiên ra đây, bật cho cái hồ nó lên,
để chi nước đồ chạy sẵn sàng hết rồi mình xuống mình bơi cho nó thoải mái, hay là có đôi khi ngồi dưới cái spa rồi đem cheese đồ chát ra tưởng tượng nha, trăng lên ở đây nhìn rất rõ luôn. Có một điều thích nhất cái chỗ khu vực này là gì? Ở đây là một trong những chỗ mà người ta gọi là một trong những khu giàu của thành phố Kitty. Chắc có thể có những khu giàu khác. Hồi khi mình đến ở mình cũng không nghĩ rằng cái chỗ này gọi là khu giàu. Mình chỉ ở là tại mình thích, thấy nhà thích quá. Rồi cái chỗ này đó khi mình ở một thời gian mình mới thấy xuống cái chỗ nó gần lắm. Hospital cũng gần. Yeah. Nha. Cái chỗ hospital nằm rất gần đấy, vài mai là tới à. Trên freeway chạy ngang mình thấy. Rồi cái Old Kedi, ở đây thuộc chỗ Old Kedi, mình gặp được cái chỗ gọi là Old Town. Nguyên cái thành. Dạ, nguyên một cái Old Town, một cái city của nó. Yeah. Có City Hall là coi như tòa thị chính, rồi có cả nhà thờ, rồi vô trong nữa thì có Fire Department. Rồi tới phía trong này đó, khi đi gần sát nhà này nó có cả Police Department. Và nói chung đó, từ đây mình đi ra cái freeway 99 hay freeway 10 rất là gần luôn. Mà cây xăng thì khắp nơi bảo đảm. Dạ. Đi trên cái con đường mà Friends mà vô căn nhà này rất là nhiều. Dạ, không bao giờ sợ hết. Em chạy vô cũng thấy cả đống cây. Dạ, xăng nhiều lắm, mười mấy hai chục cây luôn. Gần trường học, trường tiểu học có, trường trung học có. Dạ. Rồi cái stadium là cái nơi mà hàng năm tổ chức lễ ra trường cho các trường học ở tại Katy này. Katy Park anh nhớ có cái. Dạ, có cái Katy Park luôn. Dạ, có. Dạ. Nói chung nhiều lắm. Ở trong đó nó có sân banh đủ không anh? Dạ có luôn. Banh, đánh golf, đánh đây, đánh gì. Ở đây có sân golf luôn. Sân golf luôn. Và có một cái community chỗ đó có gì đó, câu cá đồ đầy đủ hết. Cho nên đó, cái căn nhà này đúng ra ngày hôm nay là Đức sẽ là người giới thiệu căn nhà Kevin Đức Nguyễn. Nhưng mà anh Việt Thảo nói là để chi? Tại vì anh Việt Thảo là người sống trong căn nhà này hơn 2 năm rồi. Đứng là bùi ngùi đó, chứ không đâu nhớ lắm. Ở đây mà, từng cái cành cây ngọn cỏ mình chăm sóc như thế nào. Rồi cái hồ bơi này, mình bơi ban đêm, rồi đèn làm sao, nước làm sao, ngồi uống rượu làm sao. Rồi đi lên trên này, ngồi với anh em nhậu sao, câu cá nhớ hết. Cho nên Việt Thảo muốn ai mua căn nhà này thì hãy giữ gìn giống như Việt Thảo vậy. Đương nhiên ai cũng muốn giữ căn nhà mình tốt. Nếu các bạn muốn mua nhà để mà cho thuê, đừng mua căn nhà này. Thứ nhất, cái giá nó cao, gần 700 ngàn. Nói giá nó cao là tại cái giá 700 ngàn so với 300 ngàn là cao. Nhưng so với căn nhà lân cận nó bán 500 mấy chục ngàn, 530 ngàn. Thì căn nhà này vẫn rẻ hơn. Vì có cái hồ bơi và có cái view như thế này, còn kia không có gì hết. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đất đó. Mua căn nhà 300 ngàn để mình cho thuê được. Dạ. Cái nhà này cho thuê được, nhưng cái hồ bơi, cái liability rất là cao, risky lắm. Rủ người ta thuê có chuyện gì mình chịu trách nhiệm. Rủi ro rất là. Cho nên nhà này để ở. Ai không thích hồ bơi thì không cần mua. Nhưng mà nếu thích hồ bơi thì căn nhà này có hồ bơi lý tưởng cho mình. Nó không quá rộng. Tại vì rộng đó, mà cái này đó người ta hỏi có tốn nước thay không, có. Tại nước này mình không có thay. Là tại vì nước nó recycle, nó sẽ qua computer, nó sẽ qua lọc nước. Nó lọc nước sạch sẽ rồi có thuốc khử trùng đủ hết. Dạ. Thì cái nước này nó luôn luôn nó sạch cho mình, mà mình không cần chăm nước. Trừ trường hợp cái nắng hạn lâu quá nước nó dịch thì bắt buộc và mình phải bơm kinh nước. Nhưng mình cũng không cần bơm nữa, tại vì nó có hệ thống bơm tự động. Cái mực nước nó thấp là tự nhiên nước nó bơm đầy vô. Mình không cần phải đụng tới. Rất là tốt luôn. Và có thể nói với cái hồ bơi này giúp cho Việt Thảo rất nhiều trong việc giữ gìn sức khỏe. Tại vì cái môn thể thao mà giúp cho sức khỏe nhiều nhất là bơi lội. Và cái spa rất đã luôn. Ngồi tắm trên lưng sướng. Rồi ở đây thì gần khu nhà cửa, chợ búa đủ hết. Đi chợ cũng gần, đổ xăng cũng tiện. Mà Việt Thảo đi xô hả, chạy qua 29 này qua tới 10 đi cái một là dễ dàng. Đi ra phở Hồ Giá cũng gần, nhưng mà không gần hơn nhà bây giờ. Là phải bán tiếc ghê dữ lắm luôn. Vậy nha. Rồi có nhiều người nói bây giờ vấn đề thuế má rồi có cao không. Vấn đề thuế không phải tính trên cái phần trăm, mà phải tính trên cái số lượng của nó. Thí dụ, cái căn nhà này ở đây 700 ngàn tương đương với căn nhà bên Cali 1.1 triệu hay là 2 triệu. Thí dụ vậy, thì 2 triệu đóng thuế nhiêu? Ở đây 700 ngàn đóng thuế nhiêu? Tính phải tính trên cái số lượng mình đóng thuế. Đúng rồi. Dạ. Với cái căn nhà tương xứng nhau. Số tiền mình bỏ ra đó. Anh Đức có gì để nhắn gửi mọi người? Nếu trong trường hợp mua căn nhà này, đừng liên lạc Diệp Thảo. Liên lạc Diệp Thảo cũng được, 714-414-3358. Nhưng Diệp Thảo cũng hướng dẫn giống như gì thì các bạn coi video đã thấy rồi. Thì liên lạc với anh Kevin Đức Nguyễn là người sẽ giúp các bạn để mà mua cái căn nhà này. Cũng như cảm ơn Kevin Đức Nguyễn đã giúp cho Việt Thảo
mua cái căn nhà gần Phở Ồ Vé, rồi và tiếp tục bán căn nhà này. Yeah. Và trong tương lai nếu mà có mua nhà cho mướn hay cho thuê hay ở nữa thì mình cũng nhờ anh Kevin Đức Nguyễn nhé. Yeah, yeah. Cảm ơn anh Thảo. Rồi, anh có gì để nói với Kevin? Cảm ơn anh Thảo rất là cảm ơn anh Thảo rất là nhiều. Các bạn mà giống như quý anh chị mà mua nhà thì cứ về Houston lo giống như Kevin lo cho anh Thảo vậy đó. Và tất cả mọi người khách hàng cũng vậy, là mình sẽ giống như khi mà mình mua nhà bên khi mua nhà xong đó là công ty của Kevin sẽ lo từ A đến Z luôn, coi như là từ điện, nước, ga, rác, bưu điện, điện thoại, khai giảm thuế nhà, rồi ví dụ như HOA cần xây, ví dụ như cần làm cái gì, cần làm cái patio thì Kevin cũng có người lo, rồi giống như hãng điện hay là làm cái gì nó có trục trặc gì là Kevin có một người. Sau khi closing á, kẻ sẽ có một người lo hết cái vấn đề coi như là hậu closing. Và mình rất là yên tâm đó anh. Nói gì nói khi Việt Thảo chọn căn nhà này là cũng đã đi coi nhiều căn nhà lắm rồi. Rồi mình mới ưng ý căn nhà này mình ở. Và khi đi không phải vì chê nó mà tại vì phải gần cái chỗ buôn bán làm ăn hơn. Đơn giản chỉ có vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mong rằng sẽ có người, có thể từ Việt Nam hay là một cái thành phố nào đó, tiểu bang nào đó muốn về thành phố KD và muốn chọn căn nhà ở như Việt Thảo ở đây rất là thoải mái, ra ngoài sau mát mẻ, tại vì cái ao ngoài sau rất là lớn nha, rộng, có chiều sâu chứ không phải là ngắn nữa. Đã xem video này, cảm ơn các bạn và hy vọng rằng có một người nào đó sẽ gọi anh Kevin Đức Nguyễn ở số điện thoại mấy, nói rất rõ luôn. Số là 281-748-4874 vậy đó, đi rồi. Bây giờ Việt Thảo mời các bạn xem lại một vài hình ảnh của căn nhà này mà chúng ta sẽ đã thu hình được, để xem lại sơ qua, thay vì mình coi ở trên mạng hay chụp hình. Có thể vô chụp hình coi được phải không? Được, dạ, dạ, có. Địa chỉ là 6418 Verde Place. Verde Place Land, Katy, Texas 77493 nha. Đó, địa chỉ cũng có luôn và địa chỉ này sẽ để ở trên cái video. Yeah. Rồi mời các bạn xem lại một vài hình ảnh của căn nhà để chúng ta quyết định là có nên chọn căn nhà này mua hay không. Yeah. Chúc các bạn may mắn. Thank you. And cảm ơn. You. Cảm ơn cô chú anh chị em. Yeah. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không, để mà mình biết là mình trị, còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa. Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng hỏa hoạn, chứ đừng đợi hỏa hoạn rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan hoang rồi. Thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột, mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình, còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì quý vị có thể gọi cho con công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa. Đúng rồi. Yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha. Việt Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah.
Thảo ồ giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị, Alisa Châu là chủ nhân của Châu Insurance Agency, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, Bảo hiểm nhân thọ, dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Alisa của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta.